tin nóng xe buýt ngày 9 tháng 12. Dương Tử nhận tin vui lớn. Nhật Ba phá kỷ lục. Mỹ nhân Trần Tình Lệnh vướng tin hẹn hò thiểu xa Phú Nhị Đại. Dương Mịch nghe ni tình bể bình. Điểm danh loạt tin tức hot nhất của các ngôi sao xe buýt như địch đệ Nhật Ba, Dương Tử, Dương Mịch, nghe ni Mạnh Tử Nghĩa trong ngày hôm nay. Mỹ nhân Trần Đình Lệnh, Mạnh Tử Nghĩa vướng nghi án sống chung còn Tuần Triều Hiền, nam nghệ sĩ nổi tiếng với gia thế khủng trong showbiz. Cụ thể, paparazzi nêu đại trùy bất ngờ tung video Tuần Triều Hiền đến ở nhà của Mạnh Tử Nghĩa sau khi trở về Bắc Kinh vào ngày 21 tháng 11 vừa qua. Vào ngày 2 tháng 12, Tuần Triều Hiền trở lại nhà của Mạnh Tử Nghĩa sau khi kết thúc công việc, nghi ngờ đang sống cùng nhau. Hình ảnh hai đại mỹ nữ Dương Mịch nghe đi tại đêm hội Duy Quý Thịnh Điển gây sốt mạng xã hội, được dân tình để thiệt nhiệt tình. Dương Mịch thậm chí còn hưởng ứng bằng cách tự nhận mình là chồng, khiến các fan thích thú. Dương Mịch tạo dáng, lại những bức hình hồi bé. Fan vô thích bị tố cáo lạm dụng chức quyền để đe dọa xâm phạm trái phép thông tin cá nhân của công dân. Hiện tại công an Tây An đã vào cuộc. Ngô Thư Hân bị cộng đồng mạng chê bai bởi nước trang điểm quá đậm, không hợp với khuôn mặt khi tham gia sự kiện của CQ. Địch đệ Nhật Ba liên tiếp 6 năm hợp tác với Madame Figaro, với hơn 10 năm lần đến bìa, là nữ nghệ sĩ hợp tác chặt chẽ nhất với tạp chí này. Bộ ba Ninh An Như Mộng, Bạch Lộc, Trương Lăng Hách, Vương Tinh Việt chụp chung tại sự kiện GQ, ngoài ra còn có Tăng Thuần Hy, Hạ Thông, Nghiên Phi, Mạnh Tử Nghĩa. Dương Tử trở thành nữ diễn viên đầu tiên của đời 90 được đứng trên tam biệt tạp chí Lam Tuyến 1 Esquire. Đây cũng là tạp chí nam thứ hai mà Dương Tử mở khóa, San Official Hermes. Bạch Kính Đình trở thành người đại diện cho thương hiệu đồ ăn vặt B&T Cherry. Trạch Quỹ Đạo sẽ nêu Hạo Tuần vào năm nhất đóng truyền tung poster mới. Châu Giã và Thở Lỗi trên phim trường Cẩm Nguyệt Như Ca. Dịch Dương Thiên Tỷ có mặt tại Hàng Châu để tham gia hoạt động của thương hiệu Boston. Quan Hiểu Đồng tại hoạt động chiều nay. Trần Tinh Húc, cô nực Na Chát, Bành Vũ Yến tại sự kiện của thương hiệu Nongris.